Xin mến chào quý vị và các bạn, các chị đang xem kênh. Mình xin giới thiệu với quý vị các chị và các bạn mô hình trồng bí đao. Bí này là nó tầm từ một tháng mấy ngày rồi đó chị. Cách trồng bí đao này cũng dễ quý vị ơi. Quý vị mua thẻ về, quý vị ủ trong nước nóng mà ta phải thử tay vô, nó không nóng quá không lạnh quá, trong một đêm nha, rồi ủ trong 2-3 ngày gì đó, thấy nảy mầm rồi chúng ta hãy gieo xuống nha. Đối với bí đao này thì cách mà bệnh nó cũng dễ quý vị ơi. Đây mình quay cái này quý vị thấy nè, đây là bị gọ chỉ nha, bị gọ chỉ với nhện đỏ nha quý vị. Thường là bỏ chỉ là độc hơn, nó quấn lá hơn, ta phải mua thuốc xịt ngừa nó trước nha. Ngoài ra là nó còn dễ trồng, không có gì khó hết. Ví dụ cái gì khi trồng khoảng cách như một lỗ gì nè, hai cây nha quý vị, hai cây một lỗ và khoảng cách mỗi một lỗ là 3 gang nha, trồng trong màng phủ nha, màng phủ nông nghiệp cũ mới dựng được như vậy, không cần thiết là nó mới nha, chỉ cần có màng phủ được rồi. Đây là mô hình rau sạch như vậy, bên kia mình có nhà lưới nữa kìa, nữa mình sẽ quay đây cải trong kia cho quý vị coi nha, giờ mình coi dưới rau nha. Cái rau này cái vị xiên thì làm vàng cho nó leo lên nha, leo cắt gì nè, cắt đầu lên trên dựng lưới, dựng đứng gì nè cho leo lên, không thôi cái gì để lan dưới đất cũng được. Bên này vàng chính giữa này nước nó dồn dưới đây tốt hơn như vậy, hai đầu hai bên thôi nó không được tốt hơn. Ok, nó xấu cái giữa này nó tốt hơn, nước lại như dồn gì đây nhiều, phân thuốc nó chạy vậy đây nhiều. Rồi xin kính chào quý vị luôn nha, chừng nào có trái mình sẽ chỉ và hướng dẫn quý vị xem sao nha. Đây nó cũng gần muốn có trái rồi quý vị ạ.